Với giá hiện tại là trên 600 triệu đồng cho một chiếc đồng hồ chính hãng New. Bây giờ Kỳ Lân sẽ thử để trên tay của mình để cho quý khách hình dung được là khi quý khách sở hữu chiếc đồng hồ này đeo trên tay của mình sẽ như thế nào qua video này. Tay của Kỳ Lân thì một dạng tay vừa phải, mà tay này thích hợp đeo hầu hết tất cả những thương hiệu đồng hồ từ đất nước Thụy Sĩ. Vì không quá nhỏ, không quá to, ở mức trung bình và phù hợp với những size 36, 40, 41 và thậm chí là dòng thể thao thời trang Big Ben này cũng rất phù hợp. Và hiện tại Kỳ Lân là đơn vị chuyên về đồng hồ chính hãng với giá tốt nhất cũng như chế độ hậu mãi tuyệt vời nhất. Với giá hiện tại là trên 600 triệu đồng cho một chiếc đồng hồ chính hãng New, với bản giới hạn 250 chiếc cho chiếc đồng hồ Unico Orange Ceramic Big Ben. Dòng Big Ben này thì là một dòng mà rất là cá tính vì vừa thời trang vừa thể thao và vô cùng hầm hố, cho nên những ai mà thích sự hầm hố, thích sự cá tính rõ nét như thế này thì dòng này sẽ là dòng phù hợp, và đặc biệt là những ai thích màu cam orange này. Kỳ Lân rất là vinh dự, vinh hạnh khi là một trong những đơn vị cung cấp được những bản dòng đồng hồ limited edition này. Và với chất lượng từ bộ máy cũng như là chất lượng về phần thân vỏ cũng như là chất lượng về dây đeo thì mẫu đồng hồ Big Ben này sẽ đủ đáp ứng được tất cả những tiêu chí về chất lượng, về kiểu dáng thời trang, về sự cá tính mạnh mẽ. Với sự kháng nước 100m cũng như là chế độ trữ cốt 72 giờ thì chiếc đồng hồ này sẽ làm cho chúng ta hài lòng. Và trên phần đầu khóa của chiếc đồng hồ này sẽ có chữ Hublot với nền sơn chữ là màu cam luôn, để hài hòa đồng nhất một cách vô cùng tinh tế của chiếc đồng hồ. Dòng đồng hồ thời trang thể thao Big Ben Unico Orange Ceramic này, bản này, chiếc này có một điểm khác với những dòng bình thường.